làm gì vậy? Anh làm tôi đau rồi nè. Anh dẫn tôi tới đây làm gì? Hổ Hoa. Dạ. Đưa súng cho cô ấy. Tôi không cầm. Cầm lấy. Không cầm. Cầm lấy. Tôi đã nói không cầm. Tôi không cầm. Vậy cô cút xuống núi đi. Ở đây không nuôi người nhàn rỗi. Tôi có thể nấu rượu cho mấy người. Chúng tôi không thiếu rượu. Tại sao phải ép tôi? Tóm lại tôi không cầm. Nhận thua đi. Tôi đã biết ngay, cô là ả đê tiện chỉ biết quyến rũ đàn ông. Lão Tam, anh chỉ biết binh vực cô ta, suốt ngày u mê ngu muội. Chuyện của doanh trại thì không ngó ngàng. Ai chỉ biết quyến rũ đàn ông chứ? Đưa tôi. Cái này sao bắn? À. Ê. Trời ơi, cái ngàn vàng của tôi. Bắn không trúng, bắn không trúng, bắn không trúng. Chị. Cha, sao ngồi đây vậy? Gió lớn lắm. Nhanh lên, vào nhà, kẻo lạnh đó. Mày là cái thằng bất hiếu. Mày còn biết người cha này nữa hả? Lại chuyện gì nữa đây? Con vừa bước vào cửa, vừa thỉnh nan lại vừa hỏi thăm ha. Có ai đối xử với con như cha không? Kiểu con đừng có đi bắt cướp. Con cứ đi bắt cướp, đền mấy mạng người thì không nói. Súng ống đạn dược tiền hỗ trợ phải tốn hết bao nhiêu đại dương hả? Còn chưa dừng được mấy ngày, tới Điền Gia đi làm con rể, mời đại phu, tặng nhân sâm nhung hưu. Con còn chưa hiếu thảo với cha của con được như vậy. Cha nói chưa có đủ hết. Hôm nay con lại mới cho người đi Hàng Châu kiếm thuốc tây về cho mẹ vợ của con đó. Nhưng mà vài hôm nữa mới đem về được. Ê, tao đánh chết mày bây giờ. Thôi được rồi cha, cha để dành hơi sức đi. Cha nghĩ xem, nếu như con cưới Điền Minh Mỹ về đây rồi, chẳng phải cha được bồng đứa cháu mà cha ngày đêm mong nhớ sao? Điền gia giờ cũng đủ xu xẻo lắm rồi. Bây giờ những việc con làm là giúp người gặp nạn ha. Từ sau khi Hoa Hồng đi rồi, rượu của nhà họ nấu đợt nào hư đợt đó. Nếu không phải con giúp đỡ, Điền gia sụp lâu rồi. Đừng nói. Có tin của Hoa Hồng chưa? Lên núi làm thổ phỉ rồi, đang bắt cô ta đây. Tay phải vững, cầm súng không lỏng không chặt, ba điểm thành một đường, không được phân tán sức chú ý. Bây giờ hơi thở phải nín chặt, ngón tay từ từ dùng sức, súng phải được nổ trong bất giác thình lình. Được rồi, lại như vậy đó. Giờ hết sợ rồi đúng không? Không sợ. Anh không sao chứ? Thiếu một chút, lên thêm một chút nữa là tôi xong rồi. Hôm qua xém chút nữa là tè trong quần rồi. Nhát gan như vậy sao làm thổ phỉ đây? Ai mà không sợ chứ. Ê, được rồi. Mấy cái khạp kia chính là mục tiêu, nhắm chính xác bắn. Ê, không sao. Ai lần đầu cũng bắn như vậy hết, đều là như vậy đó. Cầm lấy. Ê, hey, 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 hey. Không luyện súng nữa. Sau này nếu có ai còn bắt nạt tôi lấy đá chọi hắn. Vậy thì không được. Cục đá ném được bao xa chứ? Súng chính là mạng.
mất súng là mất mạng. Cô ném đá chính xác như vậy, bắn súng cũng chắc chắn không vấn đề. Đại ca, em thấy anh thôi thì bớt việc đi. Không phải anh thật sự cho rằng người đàn bà này ném độ chính xác là có thể thành tay súng thần chứ? Hả, nực cười. Sao chứ? Muốn đọ thử không? Ê, được rồi, được rồi ha. Sao hai người cứ gặp nhau là cãi nhau hoài vậy? Ê, Tam Muội, em bắn súng rất tốt. Có thời gian thì dạy cho Hoa Hồng nha. Em dạy cô ta? Trừ khi nào mặt trời mọc ở hướng Tây. Không cần có vậy. Trừ khi mặt trời mọc ở hướng Tây. Vừa mới học được chút bản lĩnh dở hơi mà đã dám xuống núi làm càng đánh hổ to. Bây giờ chúng ta đọ thử đi. Ê, được rồi, đừng có quấy nữa. Không được làm bậy. Tất cả không được làm bậy nha. Ha. Được. Tôi nể mặt của đại ca, cũng nể tình cô chưa bao giờ đụng vào súng. Tôi sẽ cho cô thêm thời gian 1 tháng. Tới lúc đó đọ sao? Không cần tới 1 tháng. 3 ngày sau chúng ta đọ thử. Cô... Ê, Hoa Hồng cô ấy chỉ là đấu khí với em để mà chứng tỏ thôi. Em xem, em đường đường là Tam Đương gia, sao lại đi đấu khí với một cô gái bình thường? Chấp nhặt như vậy làm gì? Đại ca, em thực sự không hiểu. Cô ta có chỗ nào khiến anh rung động vậy? Ê, em còn nhỏ, đồ ngốc. Em không có hiểu đâu. Không phải em không hiểu, là đại ca bị mỡ heo che mờ trái tim. Đàn bà có chồng rồi cũng coi như bảo bối. Thủ tài, cái gì vậy trời ơi, nắng quá vậy? Anh còn tưởng là canh sâm nữa chứ. Đây là thuốc của mẹ. Muốn uống thuốc hả? Được, lát nữa tôi nấu cho anh chén thuốc độc cho anh uống. Em nói cái gì vậy hả? Anh vừa mới về nhà em đã mặt nặng mặt nhẹ với anh. Trong lòng của em còn có anh hai này nữa không? Anh mà là anh hai cái gì hả? Anh coi bây giờ anh thành ra cái gì rồi? Ngày ngày chỉ biết cờ bạc thôi. Mẹ bệnh tới nông nỗi này anh có quan tâm không? Em còn không biết gượng hỏi anh hả? Có ai đời làm em trai em gái như em với mình Mỹ không hả? Hai đứa bay giành nhau ra chỗ kiến tội, xúi giục mẹ đem vợ của anh đi ném dưới sông. Đúng rồi, anh là Dũng Lầy không leo nổi lên tường. Anh chưa từng làm một việc nào nghiêm túc. Nhưng còn em đi học ở trường Tây, em có làm được chuyện gì tốt không? Bây giờ anh trở thành phế nhân rồi. Đến nỗi vợ anh cũng không còn nữa. Một chuyện không hình không bóng, bị mấy người nói là thông gian. Cái này không phải là ướp thao phân lên đầu của anh sao? Mấy người thấy vui, đó là tại vì trong lòng mấy người đã không có anh hai này rồi. Anh không gia đình, anh không có người thân, anh chỉ có sòng bạc là bạn của anh. Như vậy em đã thấy vui chưa hả? Hả? Ê, không phải là... Điền Hữu Lương, sư đệ của tôi ơi, cậu nuôi con giỏi thiệt, nuôi ra nguyên một đám rác rưởi. Lão gia, ông nên cảm ơn vị sư đệ này của ông mới đúng chứ. Nếu không phải ông ta nuôi ra một đám rác rưởi như vậy, ông muốn nuốt trọn xưởng rượu Đường Tống là bị cấn răng còn gì. Hay là hôm nào chúng ta đến mộ của ông ta thắp vài nén nhang để cảm ơn ông ta ha. Nhị thiếu gia, Thẩm gia tới rồi. À, mời ông. Điền phu nhân, tôi tới thăm bà đây. Thẩm Vạn Thuận. Thủ tài à? Mẹ, đỡ mẹ xuống đất. Đừng, mẹ cứ dựa ở đó đi. Bà cứ nằm yên ở đó đi. À, Thẩm Nhị. Dạ.
Chuyện này tôi đã có nghe Gia Môn nói rồi. Súng đạn đúng là không có mắt mà lại bắn trúng bà. Hy vọng vết thương này rất nhanh lành lặn trở lại. Nếu như bà có chuyện gì thì lão Điền gia sẽ phải... Cảm ơn Thẩm lão gia tới thăm tôi. Khách sao cái gì, chúng ta cũng đâu phải người ngoài đâu. Điền phu nhân, tôi tới một là để thăm bà, thứ hai cũng là muốn nói với bà cái chuyện của xưởng rượu thì không phải tùy tiện đưa ra một người nào đó là có thể làm được. Xưởng rượu Đường Tống, nếu như cần đến sự giúp đỡ của tôi, cứ việc lên tiếng, đừng bao giờ khách sáo. Gia Môn bất hạnh đã để Thẩm lão gia cười chê. Đâu có, bà xem, ở đây là người không gần thì nghề gần. Điền phu nhân, tôi nghe nói bà chữa vết thương trong tay không được dư dả lắm à? Thủ tài à, vết thương này của mẹ còn chữa gì nữa? Mẹ à, mẹ xem mẹ nói kìa. Tụi con đã tìm cho mẹ bác sĩ người Tây, chữa vết thương bị đạn bắn giỏi lắm. Đúng vậy không Minh Mỹ? Đúng đó mẹ, bác sĩ người Tây chữa giỏi lắm đó. Không cần chữa nữa, sức khỏe của mẹ bản thân mẹ biết rõ. Con nói với Hoa Hồng, nói mẹ đây có lỗi với nó. Điền phụ nhân, Hoa Hồng thì bà đừng có trông mong gì nữa. Cái hôm ném xong, Trần Tam Pháo đã cứu cô ta đi rồi. Thấy rõ hai người này có vấn đề, bà có biết đây gọi là gì không? Đây gọi là tội thông phỉ đó. Cái này cảnh ti biết được mà bắt cô ta lại là bị chém đầu liền. Thẩm lão gia, đây là chuyện này không đáng để ông bận tâm đâu. Được, có chi khi. Ai Điền phụ nhân, vậy thì bà cố gắng dưỡng thương, tôi cáo từ trước đây. Cảm ơn Thẩm lão gia nhớ đến. Thủ tài à, tiễn khách. Nhị thiếu gia hãy dừng bước. Xin phép không tiện. Nhị thiếu gia, nghe có vẻ cậu cũng đúng là một người rất có chí khí. Nhưng mà chỉ có chí khí thôi không có được, mà chỉ có tính khí thôi thì càng không được. Quan trọng là phải có sức mạnh. Hôm nay ta thả lẫn một câu như vậy cho cậu: xưởng rượu Đường Tống trông vào hai anh em cậu thì không đổi đời được đâu. Chiếu theo lệ thì nể tình cha của cậu ta cũng nên giúp cậu một tay, nhưng cậu thật sự là không đáng để ta giúp. Hoa Hồng ở nhà các cậu chịu khổ chịu nhục, nhưng còn cậu, bắt cô ta phạt quỳ diễu phố, ném xong bây giờ là có nhà mà không được về. Cậu nói đi, cậu chơi dơ hơn người ta nhiều. Nếu như là trước kia, tôi sẽ mua lại xưởng rượu của các cậu với nửa giá. Nhưng mà bây giờ, ta sẽ chờ cậu quỳ gối đi vào cửa nhà ta. Nếu không, xưởng rượu của các cậu tặng không cho ta, ta cũng không lấy. Ta cứ chờ để đó, để ta xem nó dần dần từng bước mục nát hết. Cáo từ. Có ích lợi gì? Có ích lợi gì? Tôi đọc mấy thư sách này thì có ích lợi gì cơ chứ? Anh ba, anh ba, anh làm gì vậy? Anh bị điên rồi hả? Em để cho anh xé. Anh ba, anh đừng như vậy mà. Em để cho anh xé. Anh ba, anh ba. Minh Mỹ, em nói cho anh biết, anh đọc mấy thứ sách này có ích lợi gì hả? Anh không che chở nổi người nhà của mình, che chở không nổi xưởng rượu.
Anh còn là bài cả người phụ nữ anh yêu nữa. Minh Mỹ à, anh đáng đời bị Thẩm và Tuần sỉ nhục. Anh ba vô dụng. Anh ba vô dụng. Anh ba vô dụng. Ai cũng biết cô với Điền Thụ Căn là hữu danh vô thực. Lẽ nào cô còn nhớ đến Điền gia họ, nghĩ muốn giữ lại xưởng rượu Điền Tống hay sao? Giữ lấy xưởng rượu Điền Tống là trăn trối của Điền Hữu Lương. Được làm trưởng quầy rượu là tâm nguyện của cha tôi. Người chết lớn nhất, tôi cũng khó làm trái lệnh trời. Mệnh trời cái khỉ khô gì, cô không tiền không thế thì ông trời sẽ không đứng về phía cô đâu. Tôi không giống với Trần Tam Pháo anh đây. Nhưng cô có xuống được núi không? Cho dù là Thẩm Gia Môn hắn không truy nã cô, nhưng người nhà Đoàn Đinh hắn có tha cho cô hay không? Tôi cũng đâu có làm chuyện gì có lỗi với gia đình họ. Họ muốn lấy mạng tôi thì cứ để họ lấy. Có khí phách, nhưng Trần Tam Pháo lão đây không thể nhìn cô đi tìm cái chết. Đồng chí Mã Long, nhìn từ tình hình thực tế hiện nay thì giặc ngoại xâm đã tăng tốc tiến vào nội địa Trung Quốc rồi. Chiến dịch Tùng Hộ cũng sắp sửa nổ giang. Nhiệm vụ của cậu và đồng chí Hà Tu Liên sẽ vì sự thay đổi của thế cục mà tiến hành một số điều chỉnh. Chính quỷ à, vậy tiếp theo nhiệm vụ mới của chúng tôi là gì? Ngồi xuống đi. Phát triển đội ngũ chống địch, tiến hành chiến tranh du kích kháng địch. Theo như chúng tôi tìm hiểu, thổ phỉ lớn nhất ở trấn Tân Phố là Trần Tam Pháo, có nguồn thực lực quân sự nhất định. Về nhánh vũ trang này cơ bản là không nhiễu dân, nên dân căm phẫn không có nhiều. Cậu và đồng chí Tú Liên phải tranh thủ đưa họ về đây, dẫn dắt họ đi theo hướng kháng chiến chống địch. Đây là nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta. Hiểu rồi. Tôi và tên Trần Tam Pháo cũng có duyên gặp mặt một lần. Con người của anh ta tuy là có chút lỗ mãng, nhưng mà khá là nghĩa khí đó, cũng rất có tinh thần trọng nghĩa. Tôi cảm giác nếu như chúng ta thông qua đi sâu vào công tác chi tiết, chắc là cũng hy vọng có thể tranh thủ đưa họ về đây. Đó chính là nhiệm vụ mới của cậu và đồng chí Hà Tú Liên. Nhiệm vụ này vô cùng nặng nề, nhưng mà tôi tin tưởng hai người chắc chắn có thể hoàn thành. Dạ. Nếu như tôi không phải là đại đương gia của Đồng La Trại này, thì sẽ cùng với người phụ nữ như cô an yên nhàn hạ mở một xưởng nấu rượu nho nhỏ, cũng đủ thỏa mãn lắm rồi. Không giống anh đó Trần Tam Pháo. Tất nhiên. Cô nghĩ thử xem, thật sự có thể sống cuộc sống như vậy thì ai mà chấp nhận lên núi làm thổ phỉ, treo cái đầu của mình ở lưng quần chứ. Lúc tôi còn nhỏ, cha của tôi hy vọng tôi là một người giúp việc bán rượu. Sau này lớn lên không chừng có thể làm một trưởng quầy, bán rượu tốt biết bao nhiêu. Có thể vừa bán rượu vừa uống rượu, rất là tuyệt vời. Thật ra thổ phỉ cũng là người. Những gì trong lòng các cô có, chúng tôi đều có. Xưởng rượu đường Tống Điền Ký. Thank you.
Nhất khai bá, gạo ngon, nước ngon, nấu rượu ngon. Khai bá. Nhị khai bá, nhiều con, nhiều cháu, nhiều phúc khí. Khai bá. Tam khai bá, phúc lộc thọ tài đều tới đủ. Khai bá. Tứ khai bá, rượu ngon, nước cốt, dân thiên nhân. Khai bá. Khai bá. Con nói đi, sao tới giờ họ vẫn chưa tới tìm ta? Chẳng lẽ đã có tiền rồi hả? Không thể nào, họ đã không còn con đường để đi nữa rồi, có đúng không? Nhưng mà tại sao vẫn chưa tới tìm ta vậy? Lão gia, bà Điền lão phu nhân tới giờ vẫn chưa mời được Tây Y về, cho nên chắc chắn là bây giờ vẫn chưa gom được tiền đâu. Phải rồi, nhưng mà tại sao họ chưa tới tìm ta? Vì chuột hoa hồng, thằng tiểu tử Điền Thụ Tài cái gì cũng chấp nhận. Ê, bây giờ phải cứu mẹ của nó kìa, nó lại không tới. Không lẽ mẹ ruột của nó còn không quan trọng bằng hoa hồng hả? Lão gia, ông bớt sốt ruột lại đi. Điền gia đã rơi vào cảnh đường cùng, tới giờ này không tới tìm ta, tức là nói cho dù chết cũng sẽ không đến nhà của Thẩm gia ta. Ai, được rồi, bọn họ đang định đối đầu với ta chứ gì. Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây? Phải làm sao? Cha, vào lúc này kiên trì quan trọng nhất. Để ta xem thử ai sẽ thắng. Dẫn tôi tới đây làm gì? Luyện bản lĩnh. Bản lĩnh gì? Cưỡi ngựa, bắn súng, võ nghệ. Cô muốn học cái gì thì dạy cô cái đó. Có thật không? Để lên bàn đạp, chân kéo căng, lưng thả lỏng, nắm chặt dây cương. Bỏ qua. Dạ. Đi, dẫn theo áp trại phu nhân, đi dạo vài vòng. Cẩn thận đó, đừng để cô ấy té. Dạ, biết rồi. Mẹ cẩn thận đó. Khi mà bắt đầu chạy, cứ nắm dây cương kéo một cái là được. Chà, dữ vậy. Cái này là cái gì vậy? Ly rượu hả? Đừng đụng vào. Mọi người nhìn tiếp cái này đây. Phía trên này toàn là chữ Tây đó. Trấn Tân Phố chúng ta nào giờ chưa từng được giải thưởng này. Đây là giải thưởng và bằng khen chúng tôi vừa mới từ nước ngoài đem trở về. Xưởng rượu đường Tống chúng tôi với rượu hoa điêu do hoa hồng pha chế giành được giải bạc trong hội chợ Vạn Quốc Panama đó. Đây là sự tự hào trong ngành rượu vàng Trung Quốc chúng ta. Đúng. Rượu hoa điêu đường Tống của chúng ta khiến cho người Tây đều biết được. Đây là chuyện vui của cộng đồng tất cả chúng ta, đúng không? Đúng vậy. Chỉ tiếc là giải thưởng tới rồi mà xưởng rượu đường Tống lại không thể duy trì được. Hoa hồng cũng lên trên núi làm thổ phỉ rồi. Không sai. Ê, các vị, tôi muốn triệu tập mọi người đem cái giải thưởng này long trọng ban cho xưởng rượu đường Tống. Như vậy không hay lắm đâu. Xưởng rượu đường Tống đã như vậy rồi, còn đem giải thưởng ban cho họ, đối với mẹ gó con côi, có khi nào là một sự kích động hay không? Không phải. Hoàn toàn ngược lại. Đây gọi là giúp người gặp nạn. Cái giải thưởng này đối với họ là sự khích lệ, có thể khiến họ phấn chấn trở lại.
Thẩm hộ trưởng nói rất có lý, rất có lý. Tôi đồng ý. Tôi tán thành. Tôi cũng tán thành. Tôi cũng tán thành luôn. Nè. Hả? Anh để yên, tôi dắt nó đi một vòng. Vậy làm sao được? Cô vừa mới học cưỡi ngựa, mới cưỡi được một vòng sẽ bị ngã đó. Không sao. Không được. Nếu như cô ngã xuống, đại đương gia sẽ lột da của tôi ra. Anh yên tâm đi, tôi có ngã xuống cũng không liên quan tới anh. Chà. Ê. Áp trại phu nhân à. Cẩn thận, áp trại phu nhân. Cẩn thận cái chân, đừng có đạp chắc quá. Tôi sợ cô té chết. Yên tâm đi, tôi ngã không chết. Cháu trai thụ tài, quà điêu của xưởng rượu Đường Tống sản xuất đã giành được giải thưởng của người Tây. Hôm nay chúng ta tới để gửi lời chúc mừng đến cậu. Hãy nhìn đi, đây là lần đầu tiên rượu vàng của người Trung Quốc sản xuất giành được vinh dự trên thế giới. Người nấu ra thứ rượu này là cô Hoa Hồng. Không có cô ấy thì cũng không nấu được thứ rượu này. Nhưng mà không cần biết thế nào, bây giờ ta phải mời đại diện của xưởng rượu Đường Tống, ông Điền Thủ Tài, ra nhận thưởng. Không nhận đâu. Tại sao? Cậu có biết giải thưởng này đáng giá bao nhiêu tiền không? Nhận đi. Giải thưởng này phải thuộc về Hoa Hồng, tôi không thể nhận. Ta biết trong lòng cậu ấy nay, người nấu ra thứ rượu này đã bị cậu hãm hại, suýt chút nữa là chết. Bây giờ đang trên núi làm thổ phỉ, xưởng rượu nấu ra thứ rượu này bây giờ cũng không chống chọi được, đã đóng cửa rồi. Cho nên cái giải thưởng này tới Điền gia thì cũng là áo gấm đi trong đêm, có đúng không? Cho nên cậu hổ thẹn, nhưng ta nói cho cậu biết, cậu vẫn nhận lấy đi, ít ra có thể đổi được ít tiền, cứu được khó khăn trước mắt. Cầm đi. Nè, nhận đi. Cầm lấy, nhận lấy đi. Chờ sau này có cơ hội bù đắp lại cho Hoa Hồng. Đáng tiếc quá, một cái xưởng rượu tốt như vậy, giải thưởng tới nơi thì xưởng rượu lại mất. Ta không biết cha của cậu còn sống nên vui hay là khóc nữa. Một cái giếng nước tốt như vậy để ở đây thì cũng lãng phí. Ngày mai ta sẽ cho thêm vài chiếc xe tới đây lấy thêm ít nước, cậu không có ý kiến chứ? Tốt. Cháu trai, sau này có bất cứ chuyện gì cứ việc lên tiếng ha. Một lần nữa chúc mừng. Được, chúng ta đi.
Phu nhân. Tiểu thư. Đại hỷ đó, đại hỷ. Sao vậy? Rượu của chúng ta, rượu của xưởng Đường Tống của Hoa Hồng nấu, giành được giải thưởng ở chỗ người Tây rồi. Thật sao? Hiện giờ Thẩm Vạn Thuận đang ở chỗ xưởng rượu phát thưởng cho nhị thiếu gia. Tiểu thư à, cô không vui hả? Điền Phúc. À, phu nhân. Xưởng rượu Đường Tống thành ra nông nổi như hiện nay. Thẩm Vạn Thuận tới xưởng rượu, ông ta chính là đang tìm cách sỉ nhục chúng ta. Tôi hối hận. Tôi hối hận không nên. Hối hận không nên đối xử với Hoa Hồng. Hoa Hồng. Mẹ. Mẹ. Phu nhân. Mẹ à. Chú Phúc, mau mời bác sĩ Tây y tới đây đi. Tốn bao nhiêu tiền cũng mời. Mau. Mẹ à. Tiểu thư à, chúng ta hết tiền rồi. Mẹ. Mẹ à, tỉnh lại đi. Mẹ tỉnh lại đi mẹ. Wow. Tôi không nên như vậy. Tôi không nên đem chị ra làm mồi nhử. Không nên lợi dụng chị để trả thù. Tôi ích kỷ. Tôi khốn nạn. Tôi đáng đời. Cô đang ở đâu? Cô đang ở đâu vậy? Tôi đã hủy hoại gia đình này. Tôi đã hủy hoại cô. Cũng hủy hoại chính mình. Điền Thu Tài, mày là thằng khốn nạn đáng chết. Đáng chết. Ông trời ơi. Ông trời ơi. Ông bị điên rồi. Ông trời ơi. Ông đã bị mù rồi. Hay quá. Tốt, hay tốt, quá. Tốt, 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 hay lắm. Thế nào, mẹ em lợi hại chưa? Hoa Hồng, tôi không nhìn lầm người. Cô đó, bẩm sinh có chất thổ phỉ rồi. Anh tưởng tôi tập cái này là muốn ở lại đây làm thổ phỉ của anh đó hả? Vậy cô học mấy cái thứ này làm gì? Tôi là bẩm sinh không có chịu thua. Người nào muốn đọ sức với tôi thì tôi sẽ tập cho họ coi. Cho cô một sào tre đã dám trèo lên rồi. Được rồi, ba ngày sau vẫn là ở chỗ này. Tôi lại muốn được xem thử bản lĩnh của cỡ nào. Hoa Hồng, cô sẽ cược cái gì? Nếu như cô thua. Cô nói đi. Nếu như cô thua thì cô cút xuống núi cho tôi. Đừng có ở đây giống như hồ ly mê hoặc ai đó giống như chút thuốc mê vậy. Ta muội. Tôi thua, tôi xuống núi. Nhưng mà nếu tôi thắng, tôi cũng chưa chắc ở lại trên núi. Hồ ly tinh. Ta muội. Ê trời ơi. Hai phụ nữ mà hợp lại là thành nguyên cái chợ luôn à. Cẩn thận chút đó, đừng để bị đụng mẻ đó nha. Cảm ơn các cậu, đừng có làm mẻ của tôi nha. Siết chặt một chút, coi chừng rớt đó. Mẹ
Minh Mỹ tiểu thư à, đang làm gì vậy? Nhiều lưu rượu như vậy tính kéo đi đâu đó? Cậu mặc kệ, siết chặt chút. Tôi không có muốn quan tâm, tôi tới đây là để lấy nước ngọt thôi. Chuyện buôn bán ở xưởng rượu Vạn Thuận chúng tôi đúng là quá cháy hàng mà. Cần phải mở rộng quy mô mới có thể cung ứng nổi cho thương gia sản xuất rượu. Lượng nước cần đến cũng phải lên gấp đôi rồi. Cô không muốn nói, tôi cũng không có muốn nghe đâu. Các anh em à, đi lấy nước đi. Chờ chút, cậu tránh ra, để chúng tôi đi trước. Chúng tôi tránh ra hả? Được, 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 được. Các vị đi trước đi, đi trước đi. Ê, hai người tránh ra cho cô ta đi. Chờ bọn họ đi rồi chúng ta mới qua được. Chúng ta đi. Nè, nhìn phía trước, đè chặt đi nha. Bên kia, giữ chặt đó. Nè, đè phía trước nha. Đè xuống, giữ chặt đó. Phía bên cậu giữ chặt một chút. Cẩn thận nha. Các người vào trong lấy nước đi. Anh em à. Hả? Mấy lưu rượu còn tốt như vậy, kéo đi đâu vậy chứ? Ê, xưởng rượu Đường Tống tiêu rồi, làm ra mấy đợt rượu chua. Không chỉ đập dỡ bản hiệu, cũng không còn tiền nhập nguyên liệu nữa. Cái gì? Họ đang định kéo lưu rượu đi bán hả? Đúng vậy. Nếu như lão phu nhân không phẫu thuật lấy viên đạn ra là sẽ mất mạng đó. Mời Tây Y phải tốn tiền nhiều lắm. Lão gia, lửa cháy tới nhà rồi hay sao vậy? Lửa không có cháy tới nhà. Ở bên xưởng rượu Đường Tống, ở bên xưởng rượu Đường Tống đem hết mấy lưu rượu đi bán hết rồi. Chính mắt con nhìn thấy đó, họ mang lưu rượu bỏ lên xe kéo đi bán hết rồi. Cho nên con mới chạy về đây báo tin cho ông biết đó. Lão gia, xưởng rượu Đường Tống sụp rồi, cái này chẳng phải cho ông toại nguyện rồi sao? Người biết cái gì? Chẳng thà kéo lưu rượu đem ra ngoài bán, cũng không tới xin ta. Đây là muốn đối đầu với ta mà. Điền Thủ Tài, cậu muốn đối đầu với ta, cậu vẫn còn non lắm. Tốt, hay, tốt, hay, tốt, hay, tốt, hay, tốt, hay lắm, hay, hay lắm, hay, tốt, hay. Tam muội bắn rất hay. Tiểu Ngẫu Tử, mẹ, mẹ bắn đi. Hoa Hồng đại tỷ, không có được, tuyệt đối không được. Lão già này chỉ có mỗi thằng con trai Tiểu Ngẫu Tử, xin đại tỷ thủ hạ lưu tình khai ân, làm ơn khai ân mà. Mẹ, mẹ bắn đi, con trai mẹ không sợ chết. Tôi thua rồi. Vẫn còn chưa bắn mà, sao lại thua rồi? Người có sẻ tay, ngựa có sẻ chân, sao có thể lấy người sống ra làm bia được chứ? Các anh em trên núi đều là bình đẳng, mạng đều là của cha mẹ cho. Tôi chịu thua rồi.